để cho người ta không ghét mình nữa. Việc đầu tiên bạn hãy thay đổi suy nghĩ của mình đi. Đừng để ý vào việc người ta ghét mình hay không ghét mình. Hãy để ý vào những thứ mình làm, những điều tốt đẹp nhất cho họ. Hết. Còn họ quý mình hay không quý mình, bạn không nhất thiết phải để ý. Và bạn chỉ cần có một điều hướng thiện nhất, là nếu họ gặp vấn đề gì khó khăn thì bạn có những giải pháp tốt nhất dành cho họ. Dành một cách thật tâm, dành như kiểu mình là họ vậy, họ là mình vậy, thì tôi tin bạn sẽ cảm nhận được những điều tích cực ở cuộc sống. Thầy ơi, để làm gì cho nhiều người xung quanh quý mình, dù em cố có nhân cách tốt nhưng mọi người xung quanh vẫn ghét mình? Chúc thầy buổi tối an lạc. Thưa bạn, tại sao bạn biết người ta ghét mình? Vì chính tâm của bạn đã rất quan tâm đến những thứ tiêu cực của họ. Và như vậy trong tâm con người bạn đã bắt đầu quan sát vào những thứ tiêu cực của họ. Và chính do bạn quan sát thấy thứ tiêu cực của họ thì bắt đầu bạn lại gì ạ? Ứng xử lại tiêu cực với họ. Xong rồi bạn lại tiếp tục quan sát tiêu cực của họ, và bạn lại càng tìm ra sự tiêu cực. Vậy thì vốn dĩ không có thằng đẹp trai, chỉ có đứa con gái si tình thôi. Không tin, ông hỏi những cô gái nó lấy thằng chồng xấu dai đi, hỏi nó là chồng nó có đẹp dai không, nó vẫn kết luận là đẹp dai mà. Không có thằng xấu dai, chỉ có gì ạ, không có thằng đẹp dai, chỉ có thằng đẹp dai trong mắt cô gái si tình. Cũng không có cô gái nào đẹp, chỉ đẹp trong mắt những kẻ si tình. Cũng không có cái cây liễu nào đẹp, chỉ đẹp trong hoàn cảnh của nó sống thôi. Vậy chẳng có cái gì xấu, có cái gì đẹp hết. Nó có hai mặt của nó. Bạn nhìn vào mặt nào thì bạn sẽ thấy cái mặt đó của nó. Và bản chất tâm của bạn ở đâu thì bạn sẽ nhìn thấy mặt đó của cuộc sống. Vậy thì ở đây không phải là câu chuyện là bạn có nhân cách hay bạn không có nhân cách, tôi không bàn. Cũng không phải câu chuyện người ta ghét mình hay không ghét mình. Nhưng nếu bạn cứ để ý vào những thứ người ta ghét mình thì bản chất tâm của bạn chưa để ý vào những thứ, những điều tốt đẹp xung quanh mình. Cho nên bạn thấy những điều không tốt đẹp. Và đương nhiên bạn thấy những điều không tốt đẹp thì ngay trong tâm của bạn bắt đầu bạn cũng có những cái năng lượng không tốt, và nó trả ra với cuộc sống. Thì đương nhiên người đối diện họ sẽ cảm nhận được cái năng lượng đó. Vậy để cho người ta không ghét mình nữa, việc đầu tiên bạn hãy thay đổi suy nghĩ của mình đi. Đừng để ý vào việc người ta ghét mình hay không ghét mình. Hãy để ý vào những thứ mình làm, những điều tốt đẹp nhất cho họ. Hết. Còn họ quý mình hay không quý mình, bạn không nhất thiết phải để ý. Và bạn chỉ cần có một điều hướng thiện nhất, là nếu họ gặp vấn đề gì khó khăn thì bạn có những giải pháp tốt nhất dành cho họ. Dành một cách thật tâm, dành như kiểu mình là họ vậy, họ là mình vậy, thì tôi tin bạn sẽ cảm nhận được những điều tích cực ở cuộc sống. Vậy lời khuyên của tôi, bắt đầu từ tâm của bạn, hãy hướng đến những điều tốt đẹp xung quanh mình, và hãy ngừng để ý những thứ lạc vặt mà nó không tích cực trong cuộc sống. Tôi tin bạn sẽ tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Chúc bạn hạnh phúc từ tâm. Cảm ơn bạn.